I, Princess Ivy, speak for the Illusion Throne. I will now take your lives, your souls, and the rings. Ôi, công chúa này ngon, kinh khủng. Công chúa này mà tuyển về nhà thì cũng phải trong hàng ngũ vợ của anh. Ui, công chúa đấy căng đét luôn đấy, không phải gì luôn. Nhìn ngoại hình mặt mét 10/10, body 10/10. Undead. Và những cực kệ in. Ta có vẻ như là đã đánh giá thấp cái khả năng của cô. Rồi công chúa Ivy. Kiểu như là Poison Ivy ấy. Quân địch của quân đội của ông, quân đội của tôi đang trên đường đến á. Và ông vẫn còn cơ hội để đầu hàng trước khi bọn họ đến á. Tập fake đấy. Mẹ đừng để anh lấy đao ra anh ném cho mấy phát mẹ Raven. Father, go back to the castle. bố quay vào trong lâu đài đi. Đừng để bác bật chế độ Raven lên. What? Cứ thế, tại tham. If something happened to you, our country would be devastated. Please, leave this. Nếu mà có gì xảy ra bố á, thì vương quốc chúng ta sẽ toang đấy á. Nên hãy để cái đại vụ cho con. Why should the king get a say in the matter? I'll do as you ask. Phải. Nhưng tại sao cái này một vị vua của ta lại không được quyết định chứ? Ta tạm thời sẽ nghe lời con. But Diamant, Alcris, don't you dare get killed. Đừng có bị giết này nha. Và nếu mà ta bọn ấy bị chết thì sao nhỉ? Mình không hiểu sao. We'll try not to. Kiểu bọn ấy nhân vật khi ấy, nó không biết là bị chết. Ui, thấy nó căng đét luôn, không phải gì. Đây chắc chắn là dòng thần Aeclia. Ui, công chúa này căng đét luôn, nhưng mà tất nhiên là lại đối thủ chúng ta. Anh nhìn trông cũng thực sự đẹp trai. Giống như là em gái của tuận nói, rất vui được gặp anh. Ui, căng đét luôn. Đây là nhẫn của tôi. Và đấy là The Ring of the Sage Lord. Một cái quà tặng từ bố của tôi. Với sức mạnh này tôi xin lỗi và phải nói là tôi phải thịt anh. Ôi, thoải mái đi em. Tôi sẽ không để điều này xảy ra. Chính cô là sẽ người sẽ phải chết. Công chúa Ivy. You won't surrender then. In that case, my forces will prepare for battle. Thực ra là mình muốn đầu hàng công chúa nhưng mà thế trong câu chuyện nó không cho. Đầu hàng công chúa thì ngon à? I'll stop at nothing to get those rings back. Nên là mình vừa chắc là nhìn công chúa căng quá. Mà là lúc đầu là chúng ta đang nhắm Celine, nhưng mà em này là điểm nó ngoài tầm 10. Em này là mẹ em này phải 11/10. Có nghĩa là vừa vượt ngoài tầm rồi chấm điểm. Mình đang không biết là có khi mình nên cho cái đội Noxus để mình toàn choảng nhau nhỉ, để cho nó kiểu sân nhà ấy. Nhưng mà chúng ta vẫn giữ một số cái killer nhân vật chính chúng ta. Mình đang không biết là mình có cho con này bắn cung, bởi vì mình có thằng bắn cung rồi mà. Get behind me, này của vị trí rồi. When allied with the two space attack. When two unit. To zit two unit. Có nghĩa là khi mà quân địch gần đấy bị tấn công này, thằng này sẽ cộng 3 giờ trang trong một lượt, ô vãi đi. Nên là về cơ bản là thằng này nó đứng đằng sau nó bắn rất là mạnh luôn đấy. Bởi vì mấy cái thằng frontline là mặc định là bị ăn hành rồi. Energy này. When you need recall HP, you need to strength for. Xem mà quân địch được hồi phục máu trong sử dụng item mà. Nhưng mà cái con này nó không được mạnh lắm nhỉ? Mình không biết đâu. Nên là cái chỉ số stat của nó là 21 này. Con thằng này cũng 21 à? Không, mình cảm thấy thằng này con này nó cao hơn này. Ok, nên là chúng ta sẽ bỏ mấy cái nhân vật đấy đi. Chúng ta sẽ chơi sân nhà đi. Chúng ta sẽ thay thằng này, con này là đánh phép này. Để mình xem lại xem cái đội hình như nào. Nó sẽ có hai thương này và ngựa này. Nó sẽ có rất nhiều fighter ra và đánh phép. Nhưng phần lớn là nó sẽ fighter nhiều hơn này. Là có Kagetsu. Nên bọn này là nó nhật theo nhật bổn nữa. Zelcoy
À, phía bên này nó hoàn toàn là phép này, rất là mạnh. Khả năng là sẽ bắn cung cẩu vào là ngon nhỉ. Và bốn con ngựa. Và quân nó bảo là cái level đề xuất là 8 nhưng mà bọn này là nó là level 11 nên là cũng tương đối là cao. Con này là sẽ sử dụng phép và chơi dìu. Đây nó sẽ có cái chiêu lửa ra nhỉ. Hình như con này nó sử dụng được Embering Single Minded. During combat we fall also most reason. Có nghĩa là khi mà tập trung đấm một con nào gần đấy là nó sẽ cực cộng 20 hit à. Gần như là đánh trúng Van Tết này. Nên nếu mà con này là nó 50% máu á, ít hơn hoặc là ít hơn 50% máu là con này sẽ đánh trước này. Nó sẽ là Van Tết cộng này. Nên cái kỹ năng hồi xưa ở cái bản Awakening là cho những thằng kiếm sĩ ấy. Là tuy máu nó thấp nhưng mà nó sẽ luôn luôn đánh trước ấy. Thì là về cơ bản nó sẽ bổ ngược lại cái thằng mà nó đánh nó ấy. Adaptable này. User for initial combat unit counter with the best weapon available. Nên nó sẽ đam, nó phản đam này. Nên nếu bị bắn cung là nó sẽ ném lại trưởng này. Và arm shield cộng when unit have weapon. Mà khi mà nó khai thác được cái điểm yếu thì nó sẽ hạ đam kia của mình hơn. Thằng này nó vẫn chưa ăn trộm. Nó sẽ có steel dagger, wu dao. Thằng này là sword master này. Nên là cái đội hình của nó là không phải dạng vừa đâu. Mình không biết là mình cho mình cái mấy con Citrix này vào không. Ok, mình sẽ đổi lại một tí đi. Mình cho thằng Thái tử này. Ở sân nhà của bác thì mẹ mày anh cho chú thể hiện phát. Có khi mình dùng hai cũng được nhỉ. Không tệ lắm. Xe spoil. Là chúng ta sẽ có cái con Chloe này ngay này. Nên là nó sẽ có 3 thằng Noxus này. Và 1 hồi máu, 2 hồi máu và 3 hồi máu ấy. Team cơ bản của chúng ta sẽ có 4 Emblem Ring này vẫn ngon này. Nên mình sẽ lấy cái Longbow của kia ấy. Mình chấn lên cái Thiên này. Chuey này. Với cả thằng... thằng Thái tử này. Longbow cũng 2 này. Ngon này. Thôi ông vứt mẹ với cái Longbow mùa này. Mình đang không biết là có cái con cho cái con Chloe này đi không. Cảm thấy nó không được mạnh lắm. Bucheron này. Và chúng ta sẽ trang bị lại nhẫn là thằng này sẽ cầm một cái nhẫn này chẳng hạn. No. Có cái gì cho máu nó dày dày không một tí này. Cộng 30 cũng được này. Thằng này là máu được cái cao hơn bọn kia ra. Anything vậy. Cho nó búp lên một tí. Nó mới có dòng bọn nữ này ra. B này cũng được này. Magic Attack cộng 2 này. Nó không có cái con nào phép đánh mạnh hơn nhỉ. Mikaya này. Bọn này toàn fighter ra. Chloe này. Này, cầm cái này đi, cầm arm này đi. Mình cảm thấy cái con này nó hơi vào, nó hơi bị lệch tim lắm ấy. Không thực sự nó mạnh lắm ấy. Có cái dao gì xịn xịn cho con này không?
nghĩ là nó không có cái dao nào cầm cái hiệu gì. Talisman để cắt mẹ đi em ơi. Không có cái dao nào xịn hơn à? Ôi trời mẹ đấy. Cầm dao Iron này chơi bời gì, mẹ mày cứ xỉ răng nó. Tương đối là không hay lắm. Mình đang nghĩ là có khi là mình nên cho thêm bắn cung nữa. À, ngồi MC Lee này cũng tương đối là ổn. Hay là cho MC Lee này nghỉ đi nhỉ? Cái này làm việc nhiều quá. Để cho đứa khác cầm cái em bầm ring. Để cho cái con Citrine này cầm được đấy. Ok, chắc là mình cho Celine nghỉ đi. Okay, cho em này. Nên là em này nó lệch team quá rồi. Thực ra là em Celine này gánh team nhiều quá ấy. Không cần thiết với mình. Mình sẽ cho em này out để chúng ta sẽ cho em nào khác mà. Mình thử là mình sẽ cho thêm một bắn cung nữa mà. Hay là cho em Lappy này mà nhỉ. Em Lappy này chơi kiếm cũng ác này. Hình như nó có cái kiếm sắt hay nào nhỉ? Kiếm thép hay nào nhỉ? Đây gọi là full team Noxus. Lappy... Hình như cái dao này nó vẫn tính là backup hay sao? Iron Grave. Cắt đi. Này đang cầm cái kiếm thép này. Để thì lấy thêm một ít đồ nữa. Để thêm ít máu này. Antitonic này. Nghe là mình sẽ có bao nhiêu? Một bắn phép này và... Mình có một bắn phép thôi à? Mình có hai bắn phép. Yunaka bắn phép. Chắc là mình nghĩ là cũng tạm được. Cướp mẹ này đi. Mẹ này đi. Lấy cái heal đi em ơi. Nhưng là hơi chuẩn bị hơi bị lâu một tí ấy. Để mình xem. Mình chấn đồ con này. Hay đang cầm cái men này. Ố. Thế là mình xài con mẹ hết rồi. Ô vã lìn. Cầm mẹ lại đi. Tịch thu đi. Ok, chúng ta sẽ nhớ vào đi. Thôi, đủ. Mình nghĩ là mình đủ đấy. Và mình sẽ cho cái con này nó cầm đi. Cầm cái... Không, em không cầm cái này nữa. Em cầm cái này đi. Nên là cho em này... Nên là chúng ta chiến đấu đấy nhỉ. Ok, mình nghĩ là ổn đấy. Chuẩn bị nữa thì cũng thế đấy. Finally, Horsey, you stopped. Horsey, thằng này làm đệ của thằng kia ra. Thằng thái tử ra. Is this the castle? Is that Prince Diamant? Thằng này chạy đến đây, bây giờ phải đến đấy. Amber? Amber. What are Illusion soldiers doing here? Tại sao bọn Illusion soldiers chạy đây? Say, Amber. Weren't you out fighting beasts? Có phải cậu ra ngoài đánh nhau với thú á? I was, but then Horsey got spooked and when I kept getting tossed around on its back and next thing I know. Cái này là kiếm á? It works in our favor. Maybe Horsey sets this thing. Ready to defend the. Ok, ông nhanh lên. Chúng ta sẽ có Diamond và Amber. If our enemies reach the gate, thế mình có nhiều kiếm sĩ quá. We can't allow that to happen. Nếu mà thế thì mình có nhiều kiếm sĩ quá. Thưa mình có nhiều nên gọi điện bắn cung rồi đúng không? Hai cái đứa này là kiếm sĩ này. Thằng này là sử dụng thương này. Có thằng này có Killer Land này. Thế thế là cái thằng Diamond Android này là cũng cầm kiếm đấy. Nên là mình là không biết là mình có cái con Lappy này ấy. Ui mẹ thằng này nó ra gì luôn này này. Iron Sword này. Together we will defend the castle. Là sẽ có Roy này. Emblem Roy này.
Emerald Roy có khả năng chiến đấu rất là mạnh và khả năng phòng thủ cũng rất là mạnh, khiến cho anh ấy rất là hợp cho để front line này. Chúng ta có Hold On. Nếu mà nếu mà thằng này nó có hơn 30% máu á, hơn nhiều hơn 30% máu á, thì thằng này nó sẽ sống sót ở cái combat đấy và có ít nhất một máu á, mẹ vẫn nhìn nhỉ. Nên là về cơ bản là thằng này nó chắc chắn là không bị one shot được ấy. Engage Lancer Emon Roy này. Mẹ thằng này rút được nhiều vũ khí đấy. Engage Weapon Lancer Lancer River. Có nghĩa là Lancer River à? Có nghĩa là kiếm thương à? Nó rất là khác với vũ khí kiếm bình thường, nó sẽ mạnh về thương à? Và yếu với dìu, với lean. Có nghĩa là cái kiểu như cái vũ khí đảo ngược của thằng này thôi. Nên là về cơ bản là cái kiếm của thằng này nó sẽ là cái gì? Nên là gọi con mẹ là cái dìu ấy nhanh. Cái kiếm này cầm khi nó endgame thì trên thế nó sẽ là cái dìu. Rồi endgame kill right above temporary ray. Endgame kill right above này lại còn có cái tăng stat nữa nhưng vẫn lean nhé. Em engage attack blazing light and... Ui mẹ mày có đốt lửa đấy. Cái gì mẹ mày, ông này hòa quái thú à? Thế mà là người đó. Đây là có cái gì? Ballista này, ôi mày khó nhỉ. Nên là có thể mình sẽ tiếp cận cái ballista này luôn. Nên là nó sẽ có hai thằng thương nó nhảy vào nó bổ này. Nên chúng ta sẽ cho thằng này ra này, chúng ta endgame nó. Nó có hai con kiếm ấy. Không, mình phải gọi cho thằng dìu ấy. Mà cái thằng dìu mình đâu ấy nhỉ? Ôi trời, chết rồi, mình không xếp thằng dìu vào team rồi. Tự nhiên nãy mình đổi con Lappy ra ra. I won't lose. For you, anything. My pleasure. Có destroy này là sao nhỉ? Back to the bank. Nó phá cái này à? What a lovely scene. Me, right? Me? Okay. Here comes Amber. I'm ready. Let's go. Nó sẽ tấn công mình, nó phá cái tường này. No. Căng quá nhỉ. Thôi mình nên cho cái con đánh phép đứng ở bên phải, bên trái nhé. Ôi mẹ mày. Chú gại ngứa cho anh à? Kiếm sĩ. Hết bi 2 mi này. Thằng này nó kích hoạt cái cộng damage của nó. We will not relent until the cast. Ui, căng quá nhỉ. If these enemies all come at once, our defenses won't hold. Our castle has a ballista. We can use that to pick them off. Ballista. Ballista quick run of power you can use. Nên chúng ta sẽ xài, chúng ta phang nó. Ông thì... ông dùng được không? Ơ từ từ. Cái Ballista này dùng kiểu gì nhỉ? Không hiểu lắm. Thế là phải cho thằng bắn cung thì ra dùng thì sao? Chứ giờ nó sẽ... kiểu nó break vào đây á. Nguy hiểm quá nhỉ. Mình cho thằng này ra in game. Thằng này là có killer land này nhưng mà đấu bọn này hơi bị nguy hiểm. Mình
Mình không có cái, không có thằng dìu ra bổ đó, mẹ cái nẻo. Mình muốn one shot mấy con ngựa này. Mình không bắn tới nào. À này này, phải đứng ở trong này. Để em này đứng ở trong này. À, unit phải có bow này. Ồ vậy đó. Thế đúng là mình phải có hai cái con chơi cung rồi. Nên là mình sẽ bắn mấy con đĩa này. Bắn mấy con ngựa là mấy con nguy hiểm nhất. Nên thằng này sẽ đứng ở bên này đi. Để cho, để sẵn sàng intercept nó ấy. Please forgive me. Xin ạ. Con ngựa này bay ác quá nhỉ. Bỏ mẹ rồi. Thật ra nó lùa mình. Mình lại thụt về đi. Thế đâm nó chạy mẹ. Vãi đái. Nên là chúng ta phải giữ nguyên cái đội hình. Mình đang không biết là mình còn nên stand guard không nhỉ. Thằng này cầm thương nguy hiểm quá nhỉ. Killer Land, Iron Great Land, Massive Land, that's maximum, cannot follow up hoặc try first. Có nghĩa thằng này luôn luôn đánh sau sao nhỉ. Nhưng mà nó cầm cái thương này. Không làm được gì nhiều, thôi chúng ta tiếp tục. Dở quá, đúng ra phải gọi thằng dìu vào đây. Phá mẹ cái đường rồi. Chết rồi, mấy thằng con ngựa nó nhảy vào nó giết thằng bắn cung rồi. Con chó này. Con chó này. Nó ném ném ra. Đánh gió này. Ôi, tập fake mấy. Nhưng mà mấy cái bọn dòng lót này là đam nó to mà. À đâu, cái phòng thủ nó cũng khỏe mà. Nó phải cái phòng thủ kháng phép ấy. Ôi giời, em người mẫu của anh đã bị nó đấm. Ôi thằng này búp lắm, cái cộng 5 mét nhỉ. Ôi kìa, nó fake mình này, con chó này. Chết rồi, nó đâm thằng cung. 6x2 không tệ lắm nhỉ. Mẹ, đúng là phải có hai con cung rồi. Ui giời. Chú đâm nhầm người rồi. Ủa không luôn á. Mẹ đá nhá. À đúng rồi, con này đỡ mà. Rồi, con này nó đỡ mà. Thế rồi cái bọn này bắn kinh quá. Ui mẹ, đúng ra cái bài này bắn cung phải hai con. Mình đã có linh cảm rồi. Nên chúng ta phải thay đổi cái xuống đó. Súng xiên chết các mẹ. Con này vũ khí yếu quá. Is it go time? Oh.
Cầm gì mà bổ chị à? Nó thằng đánh phép đấy nhá. I'll do my best. Nên mình phải lấp cái lỗ này luôn này, không con này nó bay vào này. Nên nó vẫn bay đến cái đoạn này. Nên mình phải giết con này. Không chết này, có đùa thật sự luôn. I'll help. Còn một máu, đùa thật sự luôn. Nên giờ phải hạ con này mới được. Hồi máu của anh đâu, mẹ mày. Chỗ này căng nhỉ. Chết rồi, cái con này nó lại... Đúng ra con này phải để chém con này mới đúng. Mẹ nó đã không giết được con này, con đĩ này. Bây giờ để cho bọn này thể hiện ấy. Còn em Celine thì em ấy lại căng quá. Nên là phải xiên chết con này mới được. Không chết này này, không vãi đà. Mẹ mày toàn đầm một máu vãi đà. Không thể tin được. Có khi mình phải thụt cái thằng này vào ấy. I'll manage. Nên là mình không thể bị thằng này bị giết được. Có khi chúng ta phải hồi quay lại kia vậy. Chúng ta phải end game lên đi. Lend me your strength. Còn mình sẽ phải hồi lại cái máu á. Hơi pussy một tí nhưng mà thôi chịu. Chúng ta phải thịt con này. Mẹ mày, cái con này mất bao lượt. Thằng này nó sẽ bị bổ ra nhỉ. Mẹ, thằng này bị bổ thật. Mày chạy đi. Run bitch. Thằng đó mình sẽ chạy lên đây nhé. Mình cho thằng này một phát này. Nên là chỗ bài này mà có hai cung thì ngon quá. Nên là nãy mình đã ngờ ngợ rồi, đúng là mình cho hai cung mình ngon. Mình sẽ bắn đến con này của mình. My turn. Mày đánh nhầm người con mẹ rồi. Có thế nó vẫn bổ trúng. Đen thật sự luôn đấy. Mẹ anh biến hình như vậy. Nó sẽ có chiêu gì? Cái dìu. Ôi, chém đau thế con chó này. Tôi chết rồi. Ui. Ui dồi ôi, con chó này. Tôi chết rồi, con ngựa kia nó giết mình rồi. Mẹ nhà mày con đĩ. Hai thằng đệ của con này nó đi lên rồi. Nên con ngựa nó sẽ đi được vòng đằng kia. Con này annoying thực sự luôn ấy. Mẹ mà có hai con bắn cung thì ngon quá. Tỉa chết bọn này. Con này lại cầm thương đấy. Anh ấy đang bị sập sệ. Ôi chú vào đi để anh đổ máu cho vậy.
still fight. Ui mẹ hồi mẹ một phát. Quen này hồi máu ngon quá. Bây giờ mình sẽ về ra mình cho nó một trận đấy. I'm ready. Mẹ mày chém ta đúng không con chó này. Fair fight này. Úi dồi ôi. Chưa đủ secret book à? Ồ. Mình sẽ xiên con này luôn. What the fuck? Nó đùa luôn, 90% trượt đấy. Mẹ à cha, con chó này. Ồ thật sự, ảo thật đấy. Con nói anh thực sự luôn đấy. Chết con mẹ. You were beautiful while you lasted. Ảo thật đấy, đùa luôn. Cái tầm try của bọn này là nó vẫn bay này, hai con bay này. Nên là mình cũng không có nhiều sơ hở lắm à. Nên nó có chiêu gì? Kiếm sĩ à? Mẹ bắt đầu với anh giáp của ta này. Chẳng chết, lòi ruột. Nó không cơ hội nó đánh đam mình luôn, thằng giáp dày quá. Thằng em nó cầm thương rồi. Nhưng mình sẽ đánh sau này. Thằng này sẽ ăn bảy và đâm chết con này luôn này. Thế mới là ổn. Úi giời. Đâm chết luôn này. Vậy chúng ta sẽ hồi máu đi. Con này đánh xa nhỉ. Con này bay xa ghê nhỉ. Nhưng mà khả năng con Pegasus kia nó sẽ tẩn cái con frame này của mình. Hồi máu đi vậy. Ok. Ui, nó bắn vừa 14 luôn á. What the fuck man. Ok thế nhỉ, con chó này. Leave now or my duty. Ô con chó kia, ô ghét thế cái thằng đánh phép này, mẹ cha. My name is Kagetsu. Ông mẹ, ui ui. Bác dưa mẹ mày, mày đùa ta à? Ui mẹ né như thánh này. Con chó này đánh phép quá chịu thế. I cannot afford to lose. Mẹ cha nó chứ, đùa thực sự luôn. Tự nhiên bị nó bắn phép đều phát chết. Mẹ con đi đánh phép này, đánh 90% mà nó vẫn né được. Thì được. Time Crystal này. Thật sự mẹ đen vãi đái luôn ấy. Ghét không chịu được. Thì mình điều chỉnh lại cái né tránh cho chết này. Nên là Yutakata have a stab này. Nên là mình sẽ xuống mình chém chết con mẹ con đĩ này. Thì nó sẽ phản đòn lại mình. Mà thằng này xuống cái chỗ này là mẹ nó dễ ban hành lắm. Thằng này nó lại còn bị ném dao.
Như là lần trước nó né được cái sao nhỉ? Thế là có khi mình đi end game mình giết cho con đĩ này. Emblem engage. Nên là cái outcome mình nó sẽ khác. Cái này có Rayland này này. Chết từ đó nó phản đòn lại rồi. 18 cộng 15 này. What the fuck man? Thằng chó này nó vẫn né được, ghét thế nhở? Con đĩ này. Annoying thực sự luôn ấy. Mẹ con đĩ chó chết này. I live to fight again. Mẹ không có cái nào ném chết con mẹ này con đĩ này này. I'm listening. Mẹ cha này, con chó chết này. Kiểu lúc nào nó phải né được một hit. Mẹ con chó này. Né này, bố mày nghe. Thế thôi mẹ. Nó né được rất là đen luôn nhá. Không hiểu sao. Cực kỳ đen luôn đấy. Còn nó đánh mười mấy phần trăm mà nó đánh trúng mình thì cực lại một lần nữa rất là đen luôn. Không phải sao. Này nó sẽ nhảy vào đánh thằng này thôi. Bọn đều cứ đứng hay cover cho nhau đi. Chả biết đâu. Nó sẽ ném ra thằng thái tử rồi. Ở đâu? Ơ nó ném thằng này, what the fuck? Ơ đùa thật sự luôn ấy. Ơ à, ảo thật đấy, con chó này. Mẹ nó vẫn lên nó giết được cái thằng đấy của mình. Khó chịu thế nhờ mẹ. Ghét dã man luôn ấy. Còn ném xuyên tường. Mẹ cha mày. Mấy con chó này, ngựa này. Ôi khó chịu thế. Đùa. Mẹ cha. Mình quên mất cái con đĩ này. Ghét quá. Đùa thực sự luôn. Mình giết mấy con chó chết. Just like a hero. Đấy, bây giờ thì như nào? Mẹ cha biết đùa. Kiểu bị ép vãi đái luôn. Mẹ cứ ra con chó này. Nó ném xuyên tường. Ôi chết rồi, nó ném con này. 10 này. Chết rồi, em người mẫu này mẹ khả năng bị ba con nó quay. Nó có ba con ngựa nó quay ra. Bây giờ ông ra đòn này. Thằng này nó vẫn né được cái này. À đây vẫn né được thật này. Kinh quá nhỉ. À nó không pha con ngựa của mình. Ủa mẹ cái con phèo nó đấm lại chứ luôn này mẹ. Gấu quá. Pháp sư phần này cứng nhỉ. Cầm kiếm đầu với thương này. Mình lại thương ném ấy. Chết rồi, căng quá nhỉ. Căng thực sự luôn ấy, không phải gì. Mercury chém phát chết luôn này. I cannot afford to lose. Có cái kiếm này lên level kinh quá. Để hồi mở con này đi. Oh, that's a big help.
Hình như mình có hội thoại với thằng này sao nhỉ? You picked me. Thằng kia nó có hội thoại rồi. Không chết. Chết ạ. Chết mẹ. I won't let this go to my head. Phòng thủ rất là cứng luôn đấy mọi người. Này này này, tài sẽ đứng ở đây nhỉ? Thằng chỗ này nó đánh được gì nhỉ? Này nó còn ném đồ à? Không có này. Mày, mẹ chú đừng có đánh anh nhá, anh cắt tiết đấy. Nên mình sẽ cho thằng bắn cung vào cái vị trí đấy. Chỗ này mà có hai bắn cung thì ngon quá. Thằng này có hội thoại này. Thằng kia hình như cũng có hội thoại ra nhỉ. Combat phone này. Chả biết thằng này nói cái gì ra nhỉ. Chẳng có gì mà nói. Cung thép chỉ bắn được hai đứa thôi. Longbow thế chỉ hai đứa trong tầm bắn đấy. Zelkov mình không biết là mình có nên giết thằng này không nhỉ. Khả năng là nó chỉ rút lui ra. Anh không đùa với chú nữa. Oblivion is near. Nếu mà thằng này chỉ rút lui thì này cũng chết. Princess Ivy. Nên là chúng ta cứ đánh nó tụt quần đi mẹ. Thoải mái đấy. Mẹ mày cứ đứng phòng thủ đây cho nó máu ấy. Chúng ta sẽ có Land River Right Above và Blazing Lion này. Cộng level cộng 5 á. What the... Blazing Lion Land River. Đúng ra có khi mình hóa từ nãy ấy. Attack adjacent zone and area. Play play target. Nó sẽ tạo cái vùng lửa. Đúng là từ nãy mình ném con mẹ lửa chỗ này. Mình đang không muốn đánh cái thằng này lắm. Ok, chúng ta sẽ enter đi. Để lần sau cái thằng nhân và chính mình nói chuyện thằng đấy được. Anh đã bảo là mày đừng có đánh anh. Ôi dồi, mày đừng chém đau quá nhỉ. Ui. Thằng Alien của mình nó lên level luôn này. Cầm cái kiếm này bổ ác. Lên level như mẹ như máy ấy. FB 20. Okay, chúng ta sẽ sân, nên là chúng ta sẽ snipe con ngựa luôn ấy. I can fight. Nhưng mình nói chuyện nó được không nhỉ? Thằng nó có cái chấm chấm đấy là cái gì nhỉ? Mình hiểu sao? Mình sẽ hồi máu cho team đi. Phần này nó gọi mấy con ngựa này thế?
Mình không biết là mình có nên thiến thằng này luôn này. Có khi chúng ta nên thiến nó Wu Dao này. Nghe đợi đi. Ném cho một phát này. Tuy nhiên là không giết được thằng này đâu. Tay đôi. Mẹ, cái critical của nó là 16% á. Ôi, đừng bảo thầy chết luôn nhé. I am defeated. Ôi, thầy nào. Ui, mẹ con này lên level rồi. Ok, nên chúng ta sẽ đi vào được. Quen nó không hồi được máu nhỉ. Không có gì thay đổi lắm nữa. You're too kind to me. Thì phải đi sắm đâu thêm cho em cái trượng, cái hồi máu này bá đạo quá. Nó sẽ bổ con này ra nhé. Ôi, chả làm gì được. Mày giỏi thì mày vào đây thôi. Rồi tí nữa nó hết cái con quân bay thì là bọn em chết. Là có mấy cái thằng luôn. Ủa, chết, tôi chết rồi. Mình quên mất là cái mục tiêu của nó là nó đạt được cái chỗ kia mà. Chết rồi, mình quên mất cái mục tiêu của nó là kiếm chiếc của mẹ rồi. Ngon. Mình quên mất cái mục tiêu của nó là chiếm cái cửa thành. Thôi bỏ mẹ. Mà sao nó cứ bay lên như điên. Phải xin chết con mẹ đi. Mình phải cắt tiết nó luôn. Không nó cứ chạy này phiền phết. Nên là có hai cái con này này. Cho thằng này lên nguy hiểm quá nhỉ. Chúng ta phải đi cái đường vòng. Gọi bọn này nó có chiêu gió à? Nó cao từ cái con ấy của mình, con này thằng chiêu dư lửa. Ok. Nên chúng ta đợi đây. Thay cái Slim Land này vào. Này tránh đi em. Ôi mẹ không né được. Ôi không ra. Nó dính độc này. Nên là mình có thể mình ra mình xiên con này chết luôn này. Đây nó có phép lửa này. Tầm phát chết luôn nào nhỉ. Còn có critical nữa chứ. Ủa vại đá. Cái thằng này MVP thật thực sự luôn đấy. MVP mẹ. Hết nước chấm. Don't waste my time. Secret book, time dexterity à? À, ok, không cần đâu. Em này chưa được hóa được phát nào này.
mình sẽ đứng bên này đi. Và chúng ta sẽ cho thằng này lên một chút. Thằng này sẽ lên một chút. Bây giờ quân nó bắt đầu thưa dần ở bên này, nó chỉ spam mấy con ngựa thôi. Nên là ở lần sau chúng ta sẽ cho bọn này chết luôn. Mẹ nó ném lứa đấy, đĩ. À đây ta, con chủ nó lên rồi này. Nên là chúng ta phải sniping nó luôn đấy. Bắn gần chết rồi này. With this emblem's strength and my own, there will be no defeating. Mà quan trọng là anh có cho em dùng cái đấy không? Ủa cái lượt này mà không phang chết nó là nó... Con này nó có hai mạng này, rất là nguy hiểm. Không chết. Nó ném lại mình là lửa à? Nó có cái vũ khí dìu để căng. Con này nó sẽ... Ui con này khả năng... Try của nó rất là rộng luôn đấy. Nhưng bây giờ mình không one shot nó rất là nguy hiểm. Mình không có cách nào mình ra mình phệt nó nhỉ. Đều thật đấy. Ui, khả năng try con này rất là xa luôn đấy. Thôi chết rồi, cái lượt này làm sao mà mình phang để con này nhỉ. Con này có killer ace này. Bây giờ lần sau kiểu gì nó bổ chết kiểu một đứa team mình ấy. Mình sẽ bổ chết con này luôn ra nhỉ. À đâu, cái killer ace này là sẽ đánh trước à? Ảo thật đấy. Giờ ở nhà tự nhiên lại bị con này nó ra nó vồ như này. Con này nó có cái dìu nó bổ này chơi bời chó này. Mình xin chết con này rồi. Ủa? Đánh nó trượt nó phang lại mình nó vãi lìn. Tôi không tin được. Mẹ cái bài này tự nhiên có... Vớ vẩn thế chứ lại. Đùa thực sự luôn. Tâm nó trượt nó định quay nó quật mình mẹ vãi thật. Đều thực sự luôn ấy. Nên có khi chúng ta phải thụt cái đội hình vào ấy. Để chúng ta bảo vệ cái thằng này. Mình không biết là cái con này nó hóa trưởng là như... Nó sẽ là có cái kỹ năng gì. Nên nó sẽ bay vào chỗ này thôi. À nó chưa bay được vào đây. Mẹ thấy bố mình sẽ cắt tiết mấy con chó này. Đánh 100%, ok. Rồi. Confirm hit. Không thể trượt được. Ui mẹ con eo còn né được. Vượt ngoài tầm mong đợi. Mẹ vãi nìn. Mày đánh giáo chủ của anh. Anh thái tử của anh cho mày lên chuồng luôn. Anh có khi mình phải thụt cái đội hình này vào thật. Không thì sẽ rất là nguy hiểm ấy. Con này nó đánh được phép đấy chứ, còn mẹ đấy. Thì nó sẽ, về cơ bản nó sẽ luộc cái thằng này của mình ấy. Mình sẽ về mình giết xiên một thằng nào đấy. 89% trượt tội chịu con mẹ luôn. Tà quỷ. Đen thực sự luôn ấy. Ôi. Mẹ đâm cái gì không chết. Ở đây này này không trượt được. Mẹ nó phải như thế. Có khi là thằng nhân vật chính mình thì sẽ cho lên trên này này. Rồi nó sẽ tập trung để nó... Và đứng hẳn phòng thủ bên này này. Để chúng ta... À thằng này cũng không hóa được à? Ô vãi đi, toang nhỉ.
nên là sẽ bảo hiểm được cho con này. Và thằng này sẽ vẫn bị bổ. Và chúng ta phải thu cái đội hình này về thật, để thằng này bảo vệ thằng em ấy. Và chúng ta sẽ cho thằng này end game này. Stand down or perish. Con này sẽ yếu với dìu sao nhỉ? Island River. Với các bạn là dìu. Có với yếu với dìu và thì cầm mẹ kiếm ấy kinh. Thế nó sẽ bảo vệ an toàn cho thằng em sao nhỉ? Không bảo vệ an toàn cho thằng em. Tương đối buồn. Và cái khả năng try con này nó xa quá, nhưng mà về các bạn nó chỉ đánh được phép thôi. Nên là thằng này nó vẫn chưa chết luôn. Mình phải phiên con này. Thằng này chỉ đi dậy mẹ, chỉ đi quanh để ganh thôi. Mẹ chạy về đi. Con này thì cũng chẳng làm gì được. Thôi chạy về hết đi. Con này sẽ đứng lên nó bảo kê này. Nhưng mà đứng đây là nó sẽ chặn được cho đằng này thôi. À, nó chặn cho bảo vệ hai cái đứa này. Nhưng mình phải thủ cái đội hình này. Nó sẽ đứng ở ngang tầm cái thằng này. Hay con này sẽ bị ném rồi. Chết rồi, cái thằng kia 15, ok, vẫn không sao, vẫn chết được. Cái chính là không ai chết thôi, nhưng rồi 100% đấy. Úi xồi mẹ. Em đụng nhầm người. Ném cái thằng bắn cung mẹ, nó bắn lại cho vỡ cả mặt. Chú lên đường, chú giải quyết thằng này cho anh. 89%, đúng không? Úi dồi, đập lòi ruột. Mình không nói chuyện được chơi bọn này nữa. Attack này. What a pleasure it is to see you up close, Divine One. That ring should be in Lethos Castle. Return it. If I say no, will you come near? 8x8 này. Có cái khả năng đánh trúng là 0% á. Vậy đái này. Con này nó sẽ cầm cái Masterland ạ. Ô vã, ở đâu ra đấy? Có thế thì anh sẽ mẹ mày xiên nốt em. Thằng này là MVP ra mẹ, bắn. À nó sẽ ném trưởng trước. Thì mày cũng chết. Nhưng về cơ bản là em lại không thể chết được. Em là người mẫu mà. MVP thằng bắn cung này. À Chris này. Đánh nhau gắt phết đấy, không phải gì đâu. Không phải là dạng vừa đâu. Nên là nếu mà chơi không classic thì mình nghĩ là nó thoải mái hơn. Chả biết. Còn như là chơi nó vui hơn ấy. À, chúng ta phải chơi rất cẩn thận luôn. I'll have to summon him again myself. Thế là mình lại chấn được cái nhẫn của em người mẫu á. Free us, emblem of genealogy. Em kia là công chúa MVP mẹ, xinh vãi tè luôn. Thằng này lúc nãy là phục vụ ấy con kia.
Này là F, đây là một trong những cái phiên bản Fire Emblem gì đấy. Mình không chơi ra. Nó sẽ là một mấy cái game ở trên SNES ấy hoặc là Game Boy Advance ấy nào. Thằng này là Leaf. Nên là trò này đúng là rất là nhiều fan service. I will do what I can to retrieve that which has been stolen. Thôi, ông này, ông phản bội, lúc nãy ông đánh tôi. Thank you, Leaf. Leaf. Betrayer. Phản bội. Tên phản bội. How could I have failed? Làm sao ta lại có thể thất bại như vậy? Thôi buồn thì em ơi, của anh. It's over, Princess Ivy. Thằng băng này đã tiếp cận nó. I will not. There is more for me to do. Ta không thể làm thế, vẫn còn nhiều việc hơn ta phải làm. Quay lại đây em ơi, đi đâu? No. Yeah. Ông bị thương rồi. Mình biết ngay là cái thằng bắn cung nghệ MVP mà. She's gone. Your Highness, urgent news from the border. Thái tử có tin khẩn cấp từ biên giới. What is it? Là cái mẹ đấy, nói đi. An Elusian battalion stands at the ready. Có quân đội của Elusian đã sẵn sàng. King Hyacinth is acting as general. He's leading their army himself. Vua Hyacinth dẫn dắt quân đội trong vai trò tướng quân, kinh quá nhỉ. What? Vua đánh nhau luôn á? Yes. And he is demanding to see King Morion. Ông ấy muốn được gặp King Morion. I must face him. Anything less would bring dishonor to Brodia. Ta phải đối mặt với hắn ta. Nếu mà không làm như thế thì thực sự là sự xấu hổ với cả Brodia. Father, he's baiting you. Nên là mình sẽ đặt kèo là anh Raven. Go back inside. Bố, nghe hắn ta đang bẫy chúng ta đấy á. Đấy chắc chắn là một cái bẫy rất là to. Nên hãy đi vào trong. I can fight my way out of whatever trap he springs. I urge you to reconsider. Listen, who's the father and who's the son here? Hãy nghe nè, ai là bố, ai là con à? Nên hãy đừng có cố gắng bảo vệ ta nữa. Son, this has been happening a lot lately. What's it all about? Chuyện gì đang xảy ra hiện tại vậy à? Are you worried Brodia might lose this war or lose its king? Liệu con đang lo là Brodia sẽ thua sao à? Trong cái trận chiến này hay là bị mất cái người vua? We're not ready for any of this. Brodia to lose its king or me. Chúng ta không sẵn sàng để cho tất cả những cái này. Mà một dù là chúng ta thua Brodia hoặc là mất đi cái vị vua, hoặc là đối với con thì là mất đi một người cha. Diamant. From a young age, I was told I would lead Brodia after you died. Từ thời trẻ, từ thời bé, con đã bị bảo là con sẽ dẫn dắt Brodia khi mà bố chết. Imagine a boy forced to anticipate his father's death, to think of that empty throne. Nên mà tưởng tượng một cái người, một cái đứa trẻ lại bắt phải suy nghĩ như vậy để chuẩn bị cho cái chết của cha mình, để nghĩ đến một cái ngai vàng trống rỗng. The Fell Dragon has returned. War is here. The future is uncertain, and I'm. It's all right, dear. Con chưa sẵn sàng. If I die, I die. Brodia will live on. Không sao đâu con trai, nếu mà ta chết, con ta sẽ chết. Brodia sẽ tiếp tục trường tồn. But what? Nhưng bố. You don't believe me? After I'm gone, I know you will lead with a steady hand. Con không tin ta sao? Sau khi ta bị chết, sau khi ta mất, ta biết rằng con sẽ dẫn dắt. Con sẽ có đủ khả năng dẫn dắt cái vương quốc chúng ta. No, I'm offended you expect that day to come. You think I'm gonna lose, huh? You think I'm weak? That I need your protection? Con nghĩ rằng ta sẽ thua ta. Con nghĩ rằng ta yếu. Ta sẽ cần sự bảo vệ con. Oh, the hubris of youth. Bọn này trẻ trâu thật sự. Nhưng mà khả năng là ông này sẽ chết thật. Mẹ. That's not what I meant. Hiểu đây là. Nhưng mà các bạn là bác hơi ảo tưởng ở đây là trong game. Bác là nhân vật phụ thì về cơ bản là bác đều chết hết. If Brodia hides, then what? After years locked in battle with Illusia, will we reveal ourselves as cowards? Sau nhiều năm đấu với bọn Illusion, liệu cuối cùng là chúng ta thực sự là bị kẻ yếu đuối sao? Listen to me, Diamant. I will fight bravely for Brodia. I do not. Hãy nghe rằng Diamant thật sự chiến đấu một cái anh dũng với Brodia, không sợ cái chết. Khi tên tuổi một vị vua
chạy trốn khỏi cái trận chiến á. Thì cái việc đấy á, thì cái tên tuổi đấy còn khiến ta phải khiếp sợ. What do you think about this, Allcrist? Allcrist là cái thằng con à? Me? If I die and Diamant alongside me, you will take the throne. Nếu mà ta chết và Diamond cũng chết theo ta thì con sẽ là người dẫn dắt ngai vàng à? Cầm ngai vàng. Thằng này không đổi trình. Bố đừng có nói như vậy. Con. I will not let that pass. I will protect Diamond to the bitter end. Con sẽ không để điều này xảy ra. Con sẽ bảo vệ Diamond đến phút cuối cùng. Allcrist. That's my boy. Diamond, you could learn a thing or two from your brother. Đấy là con trai của ta, Diamond. Con phải có thể học được nhiều thứ từ con em trai của mình à. Fear. If we step into fear, cái nỗi sợ không mà có nơi ở trong cái vương quốc chúng ta. Nếu mà chúng ta chịu khuất phục cái nỗi sợ hãi à, thì chúng ta nên ra khỏi cái vương quốc này. Now then, to the border. Nên là mình vẫn đặt kèo anh Raven mà. Ba này nhìn trông uy tín ấy. Thì xem có vẻ như con không thể thuyết phục được con đường của bố á. Tất cả những cái gì là con sẽ đi cùng bố vậy. Come on everyone. Let's show Illusia why we're called the Kingdom of Might. Hãy xem nào, hãy để cho chúng ta thấy, cho bọn Illusion thấy được là lý do tại sao chúng ta được gọi là Vương quốc của sự hùng mạnh. That's it. Nên là bọn này nó không làm làm thì ít, đánh nhau thì nhiều ấy. Trong khi cái bọn mà Firene cái gì thì lại là đánh nhau thì ít thì làm là nhiều. Nên là bọn kia vù phát vào lâu đài luôn. Ảo ra đấy. A tournament with our strongest warriors. That means you, Divine One. Và sau khi ta quay trở lại thì sẽ là có một cuộc thi đấu, giải đấu cho những cái chiến binh mạnh nhất. Me? Mẹ còn lôi cả mẹ anh rồng mà. Yes. Và I want to see you transform into a mighty dragon. Whoosh. Ta muốn cậu chuyển thành một con rồng mạnh mẽ. Oh. Okay. Nhưng mà cái bài đấy em chưa học bao giờ. Ah, nothing. You're right. I could turn phải phải into ta có a thể dragon. Chuyển đồng, bình đồng. I'm looking forward to. I'd like to spar with you too, Divine One. After Father gets his chance. Tôi cũng muốn thử tỉ thí với anh nữa, xếp rồng. Và sau khi mà cha của ta là Raven muốn chém anh. Bọn này mẹ mày còn bao nhiêu việc cứ thi tỉ thí với nhau. Mother could. Ta này không biết biến rồng thật rồi này. Thầy đã học cái bài đó. 30.000, oh yes bitch. Nên nó sẽ kết thúc cái chapter này. Được đấy, hấp dẫn đấy. Mình xem cái này là hey Divine Dragon này. Oh, em này nó cũng ấy, từ mình sẽ đi lấy cái này. Hình như là mình có một cái thằng Diamant, mình nói chuyện Diamant này. Diamant San. Nên là khả năng là ông này cũng nói chuyện được này này. Em sẽ nói chuyện với mấy bác với phút cuối cùng. Một vài giây phút cuối cùng. Em có hội thoại gì không? Of course. Mẹ không biết là ông Raven kia là chapter sau có đi không à. Đặt kèo bác ấy nhưng mà cũng rất là nguy hiểm luôn. Kiểu không biết là Tori là nó setup như nào ấy. Chứ còn nếu mà bác này mà kiểu của Raven thì mà kiểu mấy thằng kia chưa đủ tuổi ấy. Vào ném cho mấy đao chết con mẹ luôn. Nhưng mà mình nghĩ đây là nó sẽ ending cái chapter ra. Chúng ta sẽ đi loot một tí ấy. Nên là có rất là nhiều team, không ai chết cả. Team địch thì chết như ngả dạ. Có chết cái này mình về là Somiel luôn à? We'll return soon. I leave Brody a castle in the royal guard's capable hands. Yes, your majesty. Ông cái gì đây? You can count on us. Done a fine job protecting it all these years, haven't you? Nhìn này đây là retainer của thằng kia. We won't start slacking off just because you're not. Excellent. And when we return, you'll be treated to a victory. Khi mà chúng tôi đi quay trở lại thì mọi người sẽ bắt đầu mở tiệc ăn mừng. Looking forward to it. See you soon, your majesty. Strong of body. Strong of heart.
Right. Cơ thể trưởng thành, trái tim mạnh mẽ, kinh quá nhỉ. Khẩu hiệu được á? Yes. Hình như là ông này theo team mình sao nhỉ? Nhưng mà mình nghĩ là mẹ loanh quanh rồi ông Raven này cũng phải chết theo cách này hay cách kia ra, nó kiểu kiểu như là nó sẽ đáp cái câu chuyện thế ra. Mi. Mẹ mình nó làm phiền. Nên là chúng ta sẽ kết thúc cái này ở đây. Nên là mình quay về cái Somiel luôn này. Mình đi lút đồ nên bây giờ nó sẽ mở cái câu cá ra nha. Nên là có thì là mình phải quay lại sau đi vậy, nhưng mà mình sẽ trước khi mình lút đấy. Mình nghĩ là mình sẽ quay lại sau đi rồi chúng ta sẽ chơi tiếp cái... Chơi tiếp một cái gì khác ở đâu? Từ chắc là mình sẽ đi mình đánh một ít trận đấy. Hình như là bây giờ mình có cái nhân vật gì nhỉ? Có... Đấy, đó hình như là có thằng Diamant theo team thôi. Không thấy cái hội thoại của thằng Diamant đâu. Nhìn trong cái chỗ kia thôi. Mẹ sẽ mở cái câu cá này. Trên cái dinh thự của anh này mẹ mày xịn sò vãi lên. Cái gì cũng có. Kiểu như khách sạn này mày dinh thự. Chắc là ở lần sau là mình sẽ quay lại mình đánh một ít cái skirmish ấy. Skirmish ấy. Để mình xem nha, nhưng mà mình vẫn chưa có cái thấy cái DLC Way lắm nhỉ. Mình không biết là đây phải là game cộng hay là cái gì không. Ở chắc là mấy cái này mình ấy sau để mình nói chuyện thằng Diamant nữa. Nên nó sẽ cập nhật cái hội thoại vào đây ra. Thằng này là cái thằng anh giống như kiểu mấy cái thằng trong Persona nhỉ. Amber này. Tên này là Amber, con này nhìn trông dễ thương vãi luôn. Nhưng mà ý của ta là đang tìm thằng Diamant mà. Diamant thấy như trên cầu thang thế nào. Chuẩn mẹ luôn. Right. Thằng này mặc đồ giống như mẹ mấy thanh niên thợ săn. Nhưng mà đi combo với quả giày ta không ngửi đấy. Thời này mà có cái giày đấy á, ta cũng chịu nhỉ. Trông nhìn trông rất là thời trang. Ok mình sẽ quay sao để mình chơi. Ôi mẹ em này lại đứng cái trực kia này, ngon quá nhỉ. Em này muốn nộp mạng cho anh à. Ok mình sẽ quay sao để mình chơi. Nên một lần nữa cảm ơn các bạn thành viên đã support nội dung mình. Nên nếu các bạn muốn xem hết những cái series này, mình nghĩ là hãy mời mình cốc cà phê là hợp lý nhất ấy. Cũng không biết là cũng có thể là mình cái thời gian bạn xem được cái tập này thì mình đã chơi hết cả bộ rồi ấy. Nên là cũng chả biết là như nào. Nhưng mà nếu mà các bạn thấy mình chưa chơi hết hoặc là các bạn chậm quá thì các bạn có thể mở cà phê để các bạn xem được nhiều tập hơn ấy. Cũng có thể đến cái đoạn này là các bạn xem được cái này thì mình cũng đã chơi hết rồi chẳng hạn ấy. Thì các bạn có thể xem được hết luôn ấy. Thì nó hay hơn ấy. Hoặc là cũng có thể là mình sẽ mở một số cái tập ra mình đến 70% mình cũng để dành các thành viên. Mình không biết nhưng mà dù sao mình sẽ quay sao để mình chơi. Nên một lần nữa cảm các bạn thành viên như con này như bị ngáo ấy. Như Quý Bình này, Thanh Thảo này, cái gì nhỉ, Tu Nguyễn này, Vô Su này. Mình sẽ quay lại sau để mình chơi rất là sớm để mình chơi tiếp cái trò Fable Again Endgame ấy. Ok mình sẽ quay sau và một lần nữa cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên channel.